Những tưởng mọi việc đã đi vào hồi kết, song mới đây, hàng trăm triệu đô la trên FTX đã bị rút khỏi sàn, với nhiều nghi vấn cho rằng sàn giao dịch đang bị hack. Đáng chú ý hơn là được hack từ những người trong nội bộ công ty. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cộng đồng tiền điện tử cũng đã dậy sóng vào thời khắc FTX chính thức tuyên bố phá sản. Thậm chí một người ít tham gia vào các drama như ông chủ Ethereum cũng phải lên tiếng bình luận về vụ việc, cho rằng FTX rất giỏi trong việc tạo vỏ bọc tốt đẹp để lấy niềm tin người dùng. Hai vụ sập lớn trong năm nay của Terra và FTX đã dần khiến người dùng từ bỏ không gian tiền điện tử nhằm nỗ lực lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Nhiều sàn giao dịch như Binance, OKX, Crypto.com đã cam kết chia sẻ bằng chứng dự trữ của mình. Mới đây, Bitfinex cũng đã tham gia vào xu hướng này. Ở một diễn biến khác, các sự hỗn loạn trên thị trường gần đây đã đẩy giá BTC lao dốc mạnh mẽ, khiến những đại gia nắm giữ lượng lớn BTC như MicroStrategy tiếp tục ghi nhận những khoản lỗ khổng lồ. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Sự sụp đổ lần lượt của các đế chế tiền điện tử hùng mạnh như FTX và Terra vào năm nay đã làm rõ nét hơn nữa tầm quan trọng của tính minh bạch xung quanh các khoản dự trữ thực sự do các doanh nghiệp và sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ. Giữa nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ đang bao trùm thị trường, sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã trở thành công ty tiếp theo công khai bằng chứng về dự trữ của mình cho công chúng. Trong vài ngày qua, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, OKX, KuCoin và Crypto.com đã cam kết chia sẻ bằng chứng dự trữ của họ nhằm lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Mới đây, giám đốc công nghệ của Bitfinex, Paolo Adorno, đã chia sẻ danh sách với các ví Bitfinex chính được cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 11. Theo nội dung được Adorno chia sẻ trên GitHub, có tổng cộng 135 địa chỉ ví nóng và lạnh thuộc Bitfinex được liệt kê. Một số cổ phần quan trọng bao gồm 2,04 triệu BTC và 1,2 triệu ETH. Trong số những người nắm giữ hàng đầu, Bitfinex đã phát hiện một thư viện mã nguồn mở có tên là Antani vào tháng 6 năm 2018 nhằm mục đích cung cấp sự minh bạch về bằng chứng khả năng thanh toán, quyền lưu ký và bằng chứng bỏ phiếu được ủy quyền ngoài chuỗi. Gã khổng lồ phần mềm MicroStrategy, công ty nắm giữ lượng BTC lớn nhất, được cho là đang đối mặt với khoản lỗ 1,8 tỷ đô la. Trong bối cảnh giá BTC tiếp tục lao dốc, MicroStrategy hiện đang nắm giữ khoảng 130.000 BTC, trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la. Theo giá BTC hiện tại, công ty đã mua số BTC này với giá gần 4 tỷ đô la, trung bình là 30.369 đô la cho mỗi BTC. Điều này nghĩa là công ty đang gánh khoảng 1,8 tỷ đô la do khoản lỗ chưa thực hiện. Cựu giám đốc điều hành của công ty, Michael Saylor, trước đây từng cam kết rằng công ty sẽ không bao giờ bán số BTC đang nắm giữ của mình, và điều này đã khiến công ty liên tục ghi nhận những khoản lỗ khổng lồ trên giấy tờ. Vào đầu năm nay, khi giá BTC lần đầu lao dốc, MicroStrategy đã báo cáo khoản phí tổn thất lên đến 917,8 triệu đô la. Nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đưa ra những chia sẻ đầu tiên về sự sụp đổ gần đây của FTX. Không giống như những vụ sập trước đây, FTX và Samsung đã từng giành được rất nhiều sự ủng hộ và tin tưởng của người dùng, thậm chí là các nhà lập pháp và cơ quan quản lý, bởi những điều tích cực mà sàn giao dịch đã thể hiện. Mặc dù sự việc đã được dự đoán từ trước, song cộng đồng tiền điện tử nói chung cũng đã dậy sóng khi FTX chính thức tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11. Đến cả một người ít tham gia vào các cuộc thảo luận như Vitalik cũng phải lên tiếng bình luận về vụ việc thông qua một tweet vào tối ngày 11 tháng 11. Theo ông, những sàn giao dịch thất bại trong sơ sài như Malgot không bao giờ tẩy trắng sự thật, ngay cả Terra cũng vậy. Tuy nhiên, FTX thì ngược lại, khi nó đã luôn nỗ lực tạo ra một vẻ ngoài tốt đẹp khi tuân thủ hoàn toàn lập pháp, đồng thời nhấn mạnh, loại lừa đảo này gây tổn hại nặng hơn bao giờ hết. Ít đây không lâu, phát biểu tại hội nghị La Bitcoin, Vitalik cũng đưa ra quan điểm của mình về những vụ lùm xùm của FTX khi cho rằng sự sụp đổ là không thể tránh khỏi do bản chất tập trung của sàn. Hòa vào xu hướng tung bằng chứng dự trữ gần đây của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, Crypto.com cũng đã đưa ra bằng chứng dự trữ của riêng mình. Đáng chú ý, trong đó tiết lộ rằng 20% nguồn dự trữ của Crypto.com là mã thông báo Shiba Inu, viết tắt là SHIB, một meme coin có tính đầu cơ cao. Theo dữ liệu phân tích blockchain Nascent, BTC là tài sản chiếm thị phần lớn trong nguồn dự trữ của Crypto.com với 31%, theo sau là SHIB với 20%. Với khoảng 570 triệu đô la SHIB được nắm giữ. Ngoài ra, ETH chiếm 17% cổ phần nắm giữ của công ty, trong khi các stablecoin như USDT và USDC đều chiếm khoảng 5%. Nhiều loại tiền điện tử khác chiếm 20%.
SHIB hiện là tiền điện tử lớn thứ 14 trên thế giới với vốn hóa thị trường 5,7 tỷ đô la theo dữ liệu từ CoinGecko. Đây được xem là một meme coin có tính đầu cơ cao, đã nhanh chóng tăng mạnh mẽ vào năm 2021. Tuy nhiên, hiện đã giảm hơn 88,6% so với mức cao nhất mọi thời đại. Quỹ phòng hộ tiền điện tử Galois Capital là cái tên tiếp theo tham gia vào danh sách các công ty tiền điện tử gặp phải rắc rối sau sự vụ của FTX. Trong một tiết lộ gần đây, quỹ phòng hộ tiền điện tử Galois Capital cho biết khoảng một nửa tài sản của họ đã bị mắc kẹt trên sàn FTX. Theo một bức thư được gửi đến các nhà đầu tư của mình, Kenvin Zhou, đồng sáng lập Galois, cho biết họ đã thành công trong việc rút một lượng lớn tài sản, song còn một nửa lượng tài sản của quỹ vẫn còn kẹt lại trên FTX, ước tính lên đến 40 triệu đô la. Đồng thời, Zhou cũng nhấn mạnh rằng có thể công ty sẽ mất một khoảng thời gian dài tầm vài năm để thu hồi lại lượng tài sản nói trên. Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng hết mức có thể để thu hồi vốn bằng mọi cách. Được biết đến là một trong những quỹ quan lớn nhất trên thị trường tiền điện tử. Tính đến tháng 6 năm 2022, quỹ nắm giữ hơn 200 triệu đô la giá trị tài sản được quản lý. Vụ sập FTX gần đây đã để lại rất nhiều hệ lụy cho thị trường tiền điện tử. Những tưởng mọi thứ đã bắt đầu đi đến hồi kết khi Samsung thông báo FTX và hơn 130 thực thể liên quan đã đệ đơn phá sản vào ngày 11 tháng 11. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 11, cộng đồng lại một lần nữa xôn xao khi một địa chỉ ví của FTX bất ngờ chuyển hàng loạt token về stablecoin USDT, USDC và DAI với giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la sang 5 địa chỉ Ethereum, BNB Chain và Solana khác nhau. Ngay sau đó, tổng cố vấn FTX, ông Grainy Miller, đã thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình rằng sàn đã bị tấn công, yêu cầu người dùng không cài đặt bất kỳ bản nâng cấp mới nào và xóa tất cả các ứng dụng FTX. Tether sau đó cũng đã tiến hành đóng băng 27,5 triệu USDT trên Avalanche và 3,9 triệu USDT trên Solana có trong các ví của kẻ rút tiền từ FTX. Đã có nhiều suy đoán xung quanh vụ việc, với nhiều người cho rằng Sam Bankman-Fried có liên quan đến vụ hack. Số khác lại cho rằng vụ hack có thể đến từ một số thành viên trong nội bộ công ty. Đến giữa ngày 12 tháng 11, Miller đã tiếp tục lên tiếng xác nhận rằng sàn FTX đang hành động đưa số tiền còn lại vào ví lạnh để giảm thiểu tác động của các hành vi rút tiền trái phép. Điều này cũng đã ngầm xác nhận giả thuyết có người trong nội bộ sàn đã nhúng tay vào vụ hack. Nhiều người trong cộng đồng cho rằng kẻ tấn công FTX là giám đốc công nghệ Gary Wang, vì ông ấy đã có động thái cập nhật code lên GitHub của FTX đến 6 lần trong sáng nay. Giá token gốc FTT tiếp tục đâm mạnh sau tin tức lao về 2,35 đô la vào 15 giờ chiều nay, giảm 27% trong ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Trong một thông báo gần đây, công ty môi giới Genesis Global Trading đã cho biết rằng họ đã nhận được thêm 140 triệu đô la vốn cổ phần từ công ty mẹ của mình là Digital Currency Group nhằm củng cố bản cân đối kế toán và nâng cao vị thế là công ty dẫn đầu toàn cầu trong thị trường vốn tiền điện tử. Theo Genesis, việc rớt vốn cổ phần sẽ giúp công ty tăng cường hỗ trợ khách hàng và đáp ứng nhu cầu càng tăng đối với các dịch vụ của công ty. Gần đây, Genesis cũng tiết lộ rằng hoạt động kinh doanh phái sinh của họ hiện có khoảng 175 triệu đô la. Bị khoán trên FTX, mặc dù FTX đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản và gần đây đã nộp đơn phá sản. Song, Genesis đã đảm bảo với khách hàng của mình rằng số tiền bị khóa trên FTX sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, đồng thời trấn an khách hàng của mình rằng họ không có bất kỳ mối quan hệ cho dây nào với FTX và Alameda Research. Nền tảng cho dây tiền điện tử Neso là một trong số những công ty hiếm hoi có thể rút được toàn bộ các khoản tiền của mình ra khỏi sàn FTX trong vài ngày qua. Trong một loạt tweet thông báo, Neso cho biết đã rút được tổng cộng 219 triệu đô la ra khỏi FTX, đồng thời tuyên bố rằng công ty không bao giờ hạn chế việc rút tiền hoặc cần trợ giúp tài chính. Tuy nhiên, Satoshi Stacker, một YouTuber nổi tiếng và là một nhà phân tích về tiền điện tử, đã chỉ ra những bất thường trong các hoạt động gần đây của Neso khi cho rằng nền tảng đã chuyển khoảng 85 triệu đô la sang Binance trong 20 giờ qua. Phát hiện này đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng về hiệu ứng lan truyền có thể sẽ nhắm đến Neso. Ngay sau đó, giám đốc kinh doanh tại Neso, Kirill Nikolov, đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán trên và giải thích rằng đây chỉ là một hoạt động chuyển giao hoạt động tiêu chuẩn sang một sàn giao dịch an toàn khác để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch và thanh lý tài sản thế chấp. Số dư rút khỏi FTX cần phải được chuyển sang các sàn giao dịch khác để hỗ trợ hoạt động giao dịch. Tuyên bố phá sản của một đế chế như FTX dường như đã phần nào đã kích đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, khiến vốn hóa thị trường vào lúc 18 giờ chiều nay lùi lại về mốc 888 tỷ đô la, mất 2,6% trong 24 giờ qua. Bitcoin đổi chủ tại 16.886 đô la, giảm 2,3% trong ngày. Ethereum giao dịch tại 1.264 đô la, mất 0,5%. Binance Coin giao dịch tại 284 đô la. Xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital, OpenLine NFT và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.